Thuốc bổ mà uống nhiều cũng thành thuốc độc nữa. Nhớ nha các bạn. Dạ. Uống cái gì cũng vậy, phải có liều lượng vừa phải hàng ngày thay đổi. Chứ không phải là có một loại uống hoài, ăn hoài, ăn pin, ăn lẹ lên, ăn chậm quá. Bây giờ thì là đỡ đấy. Mẹ Duyên, ăn lẹ lên, ăn chậm quá, quay cận cảnh. Vô Duyên, mày có thấy ăn không, không cần lắm. Thằng Minh đầu dế, ăn lẹ lên, ăn chậm quá. Ăn nhiều. Yeah, là hai mặt cha con y chang luôn. Trời ơi. Chào.